Mình là Minu Đỗ của blog minudo.org. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách list hàng trên Bonanza. Mình vào mục selling này ha. Mình vào add or edit item. Thì mình sẽ list hàng thử một mặt hàng ở trên AliExpress. Đó là cái sản phẩm này. Cái áo này ha. Mình đã có tải hình về rồi. Bây giờ mình chỉ việc click lên thôi. Rồi, đầu tiên là tiêu đề của sản phẩm. Mình có thể copy ha, copy bên Ali này. Trên 80. Cái này Bonanza thì nó yêu cầu tiêu đề tốt nhất là 80 thôi ha. Rút gọn nó bớt 7 đây đi. Vậy cũng được ha. Rồi tiếp theo mình sẽ upload hình ảnh lên. Thì mình đã tải hình sẵn về ở đây. Thì up cái hình này. Rồi bên một category thì mình xem bên AliExpress nó trong category nào thì mình trước theo ha. Men clothing. Fashion. Đây, men clothing này. T-shirt ha. T-shirt tank top. Bởi vì mình đang bán áo t-shirt mà. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn cái hình đại diện cho nó ha. Đó, mình chỉ việc kéo và thả thôi. Thì ở trên Ali thì nó có rất là nhiều mẫu, nhưng mà mình demo hai mẫu này thôi, đó mẫu này và mẫu này đó. Mình bán trên Bonanza hai mẫu này thôi, size chart của nó ha. Rồi phần condition là new with head brand, mình gõ chữ O vào ha. ON brand, nó không có cái thương hiệu gì hết. Size chỗ đây là vì nó có rất là nhiều size ha. Bên Ali này là nó có size S, M, L, XL, 2XL. Thì mình bên này mình sẽ chọn mini size, tức là có nhiều size. Stin. Nếu mà nó có nhiều màu á thì mình sẽ chọn mini color ha. Mini color. Ở đây thì mình sẽ bán nhiều size và bán hai mẫu, hai mẫu áo đúng không? Thì cái phần stin này nè, mình sẽ chọn mini stin. Đó. Rồi, mấy cái này mình có thể để trống ha, không cần chọn gì hết cũng được. Rồi khi mà mình chọn cái mini ở trên đây thì ở dưới đây nó sẽ xuất hiện size stin. Thì ví dụ như size thì mình sẽ là size S đúng không? Size S stin. Ví dụ như là mình bán một mẫu hình con mèo và một mẫu hình chú chó đúng không? Thì chỗ stin đây mình gõ vào kép, tức là mẫu áo có hình con mèo, rồi mình chọn này use kép as a style. Đó. Quantity tức là có bao nhiêu áo thì mình cứ để 100 đi. 100 ha. Rồi mình add tiếp. Mình add tiếp ở dưới này ha. Này phải là add đúng. Rồi, size S, rồi tới size M. Style kép cũng là kép luôn ha.
edit size L rồi mình gõ vào hết ha. Bởi vì cái áo hình con mèo này nó có nhiều size đúng không, S, M, L rồi tiếp XL, XL style kết con mèo rồi tiếp S available ha, size 2XL, 2XL rồi kết đúng không. Rồi mình có thể set giá cho từng áo bằng cách click vào cái chữ kế bên chữ price đây ha. Bằng cách click vào và mình muốn set giá cho nó bao nhiêu đó. Ví dụ như là size S thì giá nó khác, size M giá nó khác. Rồi L, XL hay XL tương tự ha. Nhưng mà cái này, cái mẫu áo ở bên Ali này thì dù là size S hay size 2XL gì thì nó cũng là 17,99 đô hết. Thì mình không cần phải set nhiều giá mình chơi cho nó mệt ha. Rồi vậy là cái mẫu áo khác này là đủ size rồi nè. Tiếp tục mình add thêm nữa mẫu áo cho dog ha. Rồi size S, S và mình gõ vào dog. Rồi mình phải bấm chọn dưới đây nha, nó mới lên đó. Rồi tiếp S, M tới size M. Rồi đó L đó. Rồi 2XL, XL đó. Rồi, 2XL. Đó. Tại sao mình không chọn ở dưới trong cái danh sách này mà mình phải gõ ha? Tại vì trong cái danh sách này nó không có cái dot á, nên mình phải gõ vào để mà khách hàng người ta có thể chọn mẫu dễ dàng được. S L H L phần description ha, mình copy ở bên Ali dán qua, copy từ đây. Cái này toàn hình không ha, không có chữ. Như vậy thì mình copy hình, mình chọn chuột phải nè, vào cái hình copy image qua đây. Rồi mình dán thôi ha, Ctrl V dán đó. Qua. Rồi copy hình thứ hai. Mình bán á. Mình đang bán con này đúng không? Copy image. Rồi Ctrl V dán. Đấy. Rồi tiếp tục. Rồi hết rồi ha. Nếu mà cái sản phẩm này nó có phần description mô tả sản phẩm bằng chữ này nè, mình thì mình nhớ là mình copy hết nha. Copy cái chữ mô tả sản phẩm á, rồi mình dán qua bên đây. Bởi vì cái sản phẩm này nó không có chữ miêu tả cho nên mình copy một vài cái hình đó. Rồi vậy là xong. À, chỗ return policy mình chọn full refund available within 30 ngày ha. Full refund 30 ngày đó. Cho nó trớt thôi mà. Mình chọn free shipping. Mình chọn cái này economy shipping 1 đến 10 ngày.
Bởi vì cái này nó không có giống bên eBay, cái ngày mà thời gian mà giao hàng của nó nhiều nhất là 10 ngày thôi à, chứ nó không có tới 20 ngày hay 30 ngày. Cho nên là ở cái phần description ở trên này nè, mình phải ghi một câu để nói với khách hàng là mình vận chuyển cái áo này là trong vòng 20 ngày cho tới 30 ngày gì đó ha, để mà sao không có kiện cáo hay gì được hết. Đợi mình một xíu. Ở đây thì mình có một cái mẫu câu sẵn cho một ship in ha, mình copy về cái mẫu này. Rồi mình dán vào cái phần description ở bên Bonanza ha. Rồi. Chỉnh sửa lại một xí cho nó đẹp. Đó nè, to hơn xí này, nó rõ ràng nha. Bởi vì ở phía dưới á, thì mình lại chọn là vận chuyển là có 10 ngày thôi, từ 1 tới 10 ngày thôi. Còn mình lấy bên AliExpress á, thì nếu mà vận chuyển bằng gói e-package á thì phải nhiều, trễ nhất là tầm 20 ngày, đúng không? Này e-package này từ 12 tới 20 ngày đó, cho nên mình phải buộc phải ghi một cái câu ship thời gian vận chuyển ở trong cái phần mô tả Bonanza này, nhưng mà khách họ sau này là họ không có cớ để mà họ kiện cáo mình được. Nếu mà không ghi cái câu này mà sau qua 10 ngày mà mình không vận chuyển cho họ cái áo này là họ mở kiện là mệt lắm. Rồi mình phần này là phần vận chuyển thế giới ha, internal shipping. Thì mình sẽ xem cái áo này bên Ali này là có vận chuyển qua United Kingdom hay không. Có ha, available nè, free shipping từ 20 đến 40 ngày có. Rồi Canada thì không, not available này. Còn có available nhưng mà giá ship rất là mắc, mình không vận chuyển qua Canada. Úc cũng vậy ha, ước tiền vận chuyển cũng mắc lắm. Vậy thì mình chọn ngày đúng chưa, mình chọn dùng được tịch cân đâm thôi, mình sẽ ấn vào đây đó. Và mình chọn ở đây dùng tịch cân đâm. Nếu mà bạn muốn có phí ship, những người ở nước Anh mua cái hàng này và vận chuyển có phí ship thì bạn tích vào ở đây, ví dụ như là vận chuyển qua Anh thì sẽ thêm 3 đô hoặc 5 đô đó, thì tùy bạn. Ở đây là mình cho free ship. Kiểm tra lại lần nữa ha. Đây mình có ghi sẵn luôn nè, qua các nước khác thì từ 25 đến 40 ngày đó, qua Mỹ thì từ 15 cho tới 25 ngày mình rõ ràng. Rồi giá của sản phẩm thì ở bên đây giá gốc của sản phẩm là 17,99 đô ha. Mình chọn vận chuyển bằng gói e-package qua Mỹ từ 12 cho tới 20 ngày. Đã. Nếu bạn không muốn vận chuyển bằng e-package thì cái này nó cho sẵn e-package rồi. Đã. Nói chung là giá gốc của nó là 17,99 đô. Thì mình có một cái file Excel lên nguồn hàng ha, mình sẽ chèn cái link nguồn hàng vào. Rồi, mình copy cái link, copy
copy cái link của AliExpress á. Copy cái link ha. Rồi mình chèn vào. Ngón chuột phải hai cái link. Chèn vào. Dán nó vào hoặc là Ctrl V dán vào. Ok. Rồi SKU. SKU này là cái gì? Nó là mã số sản phẩm. Thì cái mã số sản phẩm này là cái trên cái đường link á, trên cái đường link của AliExpress á, đây nó là cái dãy số này đây, mình copy lại ha, rồi mình dán nó vào đây, đó, SKU, rồi giá gốc cộng phí ship là 17,99 đô, 17,99 đô, đúng rồi, 17,99. Giá bán này mình bằng của giá gốc này cộng từ cộng cho từ 5 cho tới 7 đô ha. Đây là mình cộng thêm cho 7 đô đi. Enter. Đó, mình sẽ bán cái áo này với giá 24,99 đô. Lên Bonanza. Hai chỗ lip dry này đây. Mình đề vào 24,99 đô. Này thì mình giữ nguyên ha. Rồi mình kiểm tra lại lần nữa. Rồi, ok rồi ha. Rồi, mình S bấm vào đây. S this item to your group. Lít sang thành công sang Bonanza rồi, rất là đẹp. À, giá đây và cảm khách người ta vào người ta muốn chọn thì này, muốn chọn kiểu con mèo size M chẳng hạn đó, hoặc là muốn chọn kiểu con chó size XL chẳng hạn. Đấy. Đó. Đó là cách list sản phẩm mà nó có nhiều cái tùy chọn ha. Rồi, phần mô tả sản phẩm đây. Đó. Đó, có rõ ràng shipping thời gian bao lâu. Đó, vậy là xong ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.